Đây mình có một con này là nó giờ nó thành con Netsuki rồi. Nó là con Gyuto. Mà con này nó là một con ba lớp ốp, đa mà kết lỗi thì không biết lỗi gì ha. SG2 hay VG10 hay là VG-Max gì mà không biết. Nắng nó hơi chó, nó hơi khó thấy cái dần của nó. Con này thì chưa mài ha, cán thì chưa đánh luôn. Hiện giờ nó là cái độ dài là 28, bảng là 4 và dày nó 3 ly. Không biết quay dày mọi người thấy được không ha. Cán còn ok nha. Rồi con này mình bán là 800 nha. Rồi, bạn nào chốt thì nhắn tin gọi điện thoại cho mình ha.